trường này là do đồng trên cái bàn đất khá trũng thấp so với cột đường lên 548, cho nên là hệ mùa mưa lũ là nước dâng cao hai bên sông. Có những nước dâng cao cả thì rõ ràng là hiệu trưởng phải xin phép phòng giáo dục đào tạo Căn Lộc là cho học sinh nghỉ học. Có khi đến khi nước rút thì là huy động toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên cùng với lực lượng phụ huynh vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ để đảm bảo an toàn những việc dạy học bình thường.